Nóng, lò đang cháy đến Bộ Công Thương bắt tạm giam Cục trưởng Cục Điện lực và Tái tạo Năng lượng. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, mới đây ngày 23 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phương Hoàng Kim, sinh năm 1973, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo Bộ Công Thương để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Động thái trên được thực hiện khi Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện các văn bản tố tụng hình sự nêu trên. Vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, tại họp báo Bộ Công an hồi tháng 3, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra đánh giá vụ án trên rất phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng và diễn ra trong một thời gian dài, đồng thời liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Đại tá Phan Bá Thành nói. Theo lãnh đạo Cục A09, kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã có sai phạm trong tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ để ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện thừa hưởng chính sách giá điện ưu đãi. Một vi phạm khác là sai phạm trong việc thẩm định cấp phép hoạt động điện lực và công nhận ngày vận hành thương mại cho một số dự án điện mặt trời, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đại tá Phan Thành Bá cho hay, vụ án này được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi và chỉ đạo. Liên quan đến vụ án trên, đầu tháng 11 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty Mua bán Điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Những ngày gần đây, hàng loạt các vụ việc, các cán bộ trong tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng vì những vi phạm trong quá trình công tác, có hành vi tiêu cực, nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng cho nhà nước. Ngay sau khi bị khai trừ ra khỏi đảng, đều nằm trong diện bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra và làm rõ sự việc. Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tập đoàn EVN. Mới đây ngày 26 tháng 3, tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra A09 thông tin về quá trình điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các địa phương. Theo Đại tá Phan Thành Bá, vụ án này rất phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng và diễn ra trong thời gian dài, đồng thời liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo lãnh đạo Cục A09, kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã có sai phạm trong tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện thừa hưởng chính sách giá điện ưu đãi. Một vi phạm khác là sai phạm trong việc thẩm định cấp phép hoạt động điện lực và công nhận ngày vận hành thương mại cho một số dự án điện mặt trời, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Lãnh đạo Cục A09 cho hay, vụ án này được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Trước đó, ngày 4 tháng 1, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Ngày 2 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự đối với Hoàng Quốc Vượng, sinh năm 1963, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Hoàng Quốc Vượng. Vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963, tốt nghiệp tại trường mỏ tại Moscow. Ông từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 8 năm 2010. Đến tháng 9 năm 2012, ông Hoàng Quốc Vượng được điều động sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn. Sau 3 năm, đến tháng 1 năm 2015, ông Hoàng Quốc Vượng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN và trở lại Bộ Công Thương ở vị trí Thứ trưởng.
Trong thời kỳ đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Công Thương từ năm 2015 đến năm 2020, ông Vượng được giao chỉ đạo công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo, môi trường và phát triển bền vững, an toàn, công nghệ thông tin, phát triển thị trường. Trên các cơ sở quy định hiện hành, ông Vượng nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Ông Hoàng Quốc Vượng là một trong 8 bị can liên quan đến vụ án trên, gồm có Trần Quốc Hùng sinh năm 1976, Phó trưởng phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương; Trịnh Văn Đoàn sinh năm 1982, chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương; Nguyễn Hữu Khải sinh năm 1977, trưởng phòng kinh doanh mua điện, công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Đỗ Ngọc Tuyền sinh năm 1988, chuyên viên phòng kinh doanh mua điện, công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trương Hoàng Dũng sinh năm 1982, chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin, công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 5 bị can trên. Qua những thông tin trên đây, chúng tôi càng thêm tin tưởng vào sự quyết liệt, quyết tâm phòng chống tham nhũng, phòng chống tiêu cực đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống tham nhũng, dễ nhớ, dễ hiểu và cũng rất nghiêm khắc. Tham nhũng là hành vi ăn cắp của công, làm của tư. Tham ô, tham nhũng là giặc nội xâm. Đồng thời bác cũng nhấn mạnh, tham nhũng, tiêu cực là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Bởi vậy, trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải tập trung vào đấu tranh với căn nguyên gốc rễ của tham nhũng. Tiêu cực là tình trạng biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Phòng chống tiêu cực mà trọng tâm là phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng. Phải làm nghiêm từ trên xuống dưới, phải tránh tình trạng thượng bất chính, hạ tắc loạn, cấp trên ở chẳng chính ngôi, cho nên ở dưới chúng tôi hỗn hào. Không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, tổ chức thực hiện phải trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Đây là cuộc đấu tranh không khoan nhượng, không nhụt chí, chùn chân, mỏi gối, xử lý cả hành vi tham nhũng tiêu cực và những hành vi dung túng, bao che cho tham nhũng tiêu cực, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, chống tiêu cực. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đề nghị các cá nhân tổ chức cùng phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ để phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án. Mọi thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đề nghị gửi đến Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 7 phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, số điện thoại 06 923 415 36. Quý vị thân mến, mới đây theo báo cáo của Bộ Công an, chúng ta thấy hàng loạt các sai phạm xảy ra ở Bộ Công Thương cho thấy được chủ trương phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước đang làm rất quyết liệt. Vụ án này có liên quan đến hàng loạt các cán bộ cao cấp của Bộ Công Thương. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đánh giá đây là một vụ án rất phức tạp, phạm vi rất rộng, diễn ra trong một thời gian dài, liên quan đến nhiều bộ, ban ngành, địa phương và doanh nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ gây thiệt hại cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Hồi tháng 3, Bộ Công an Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra A09, thông tin về quá trình điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các địa phương. Theo Đại tá Phan Thành Bá, vụ án này rất phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng và diễn ra trong một thời gian dài, đồng thời liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đối tượng thứ nhất bị bắt trong vụ án này đó chính là Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về tội nhận hối lộ. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt tạm giam với cáo buộc có sai phạm trong vụ án liên quan đến công ty xăng dầu Xuyên Việt Oil. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết ông Đỗ Thắng Hải, 60 tuổi, bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam để điều tra tội nhận hối lộ. Cụ thể, tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Hải cùng nhiều lãnh đạo khác của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 bị xác định là có những vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu, ban hành cơ chế,
phát triển điện mặt trời, điện gió, tham mưu ban ngành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu, lập thẩm định phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án gói thầu do AIC thực hiện. Ông Đỗ Thắng Hải trực tiếp chỉ đạo vụ thị trường trong nước, đơn vị phụ trách vấn đề về xăng dầu, trong khi đó công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Xuyên Việt Oil mặc dù chưa đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện hệ thống phân phối xăng dầu nhưng vẫn được lãnh đạo Bộ Công Thương cấp phép kinh doanh với tư cách là doanh nghiệp đầu mối. Đối tượng thứ hai liên quan đến vụ án này đã bị bắt và khởi tố, đó chính là ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự đối với ông Hoàng Quốc Vượng, sinh năm 1963, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt đối với bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Hoàng Quốc Vượng. Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối tượng thứ ba liên quan đến vụ án này, đó chính là hai cục phó của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 27 tháng 12 năm 2023, Bộ Công an cáo buộc ông Đặng Công Khôi, cục phó quản lý giá Bộ Tài chính, và Hoàng Anh Tuấn, vụ phó thị trường trong nước Bộ Công Thương, đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả rất nghiêm trọng trong vụ án Xuyên Việt Oil. Cũng tại buổi họp báo, đại diện A09 cho hay khởi tố ông Lê Đức Thọ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, và khởi tố lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Lê Duy Minh, nguyên cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh về tội nhận hối lộ. Trước đó, hồi đầu tháng 9 năm 2023, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can trong vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức có liên quan. Các bị can bao gồm Mai Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1979, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, và phó giám đốc Nguyễn Thị Như Phương, sinh năm 1992. Mới đây nhất, Bộ Công an đã tiến hành bắt ông Trần Duy Đông về tội nhận hối lộ. Mới đây, ngày 3 tháng 4, bắt ông Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương. Ông Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại, nguyên là Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra bắt tạm giam để làm rõ các sai phạm liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil. Ngày 3 tháng 4, tại buổi họp báo của Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại thuộc Bộ Công Thương. Ông Trần Duy Đông bị điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Trần Duy Đông bị bắt tạm giam là diễn biến mới nhất trong quá trình Cơ quan Cảnh sát Điều tra An ninh mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức có liên quan. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng trên, cơ quan an ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc tại Bộ Công Thương của ông Trần Duy Đông. Ông Đông được Bộ Công Thương điều động làm Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu từ tháng 6 năm 2023 và ngày 23 tháng 2 năm 2024. Ông Trần Duy Đông được điều động bổ nhiệm sang vị trí Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại. Trước đó, ông giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước của Bộ này từ tháng 8 năm 2017. Ông Trần Duy Đông cũng từng giữ vị trí Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Mỹ, Bộ Công Thương. Cùng với ông Đông, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng đã bắt ông Đinh Tiến Dũng, kế toán trưởng của công ty Xuyên Việt Oil, và ông Nguyễn Tấn Long, trưởng phòng kinh doanh công ty Xuyên Việt Oil về tội đưa hối lộ. Bộ Công an cũng cho biết Xuyên Việt Oil là một trong gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước. Bộ Công Thương cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu vào ngày 19 tháng 11 năm 2021, hiệu lực trong 5 năm. Năm 2022, Xuyên Việt Oil không được Hải quan thành phố Hồ Chí Minh giải quyết nhập khẩu xăng dầu. Lý do được Bộ Tài chính nêu là do công ty chậm nộp thuế.
Đáng chú ý, tại kết luận thanh tra được Bộ Công Thương thực hiện hồi đầu năm 2022, công bố vào cuối năm ngoái đã chỉ ra rất nhiều điều bất thường tại doanh nghiệp này. Kết quả thanh tra cũng cho thấy một số vụ cục thuộc Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan tham mưu nhưng chưa tham mưu đầy đủ với lãnh đạo Bộ để thực hiện chức năng hướng dẫn thực hiện hoạt động kinh doanh, phân phối xăng dầu, kiểm tra, giám sát thương nhân, tuân thủ các điều kiện và quy định tại Nghị định số 83. Trên đây là những thông tin mới nhất về vụ án Xuyên Việt Oil. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất tới quý vị.